Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 3 Tết đầu năm. Tất cả quý Phật tử có tấm lòng quý kính Tam Bảo, nhớ ơn đức của Phật Pháp Tăng đã dành thời gian rất là quý báu, cũng như vượt đường xá xa xôi nhọc nhằn để lên trên núi thăm viếng quý thầy. Chư tăng đại chúng ở đây rất là cảm động trước tấm lòng của tất cả quý Phật tử, thì để cho thời gian Phật tử đến đây không có uổng phí mà có được nhiều lợi lạc, nên hôm nay chúng ta có một buổi chia sẻ về Phật Pháp với nhau để cùng nhau sắp tấn tiến tu trên con đường an lạc giải thoát của Đức Phật. Bạch cha bạch đức thầy, còn chứ bạn đạo có ai có cái ý kiến gì hay thì hướng dẫn thêm, chỉ dạy thêm. Còn và trên bước đường tu thì nghe nói nhiều là biến phiền não thành bồ đề, nhưng mà mỗi cách thì nó biến như thế nào? Trong cuộc sống thì cây muốn lặng mà gió không yên, thì muốn làm sao cho cây muốn yên nó được yên? Một Phật tử hỏi về cái kinh nghiệm tu tập làm thế nào để biến phiền não thành bồ đề. Ở trong đạo mình có cái câu phiền não tức bồ đề. Ngay trong phiền não mà mình biết tu thì ngay chỗ đó biến cái phiền não nó thành bồ đề. Chính cái phiền não đó nó lại trở thành bồ đề. Bây giờ mời kinh nghiệm của đại chúng trước đi. Thì để cho chúng ta hết khổ, bớt khổ, thì chúng ta phải nên nhớ là mình là ai. Khi mình trong giây phút mình đau khổ mà mình nhớ lại mình là ai, thì lúc đó cái đau khổ đó không thể nào đụng chạm đến mình được, bởi vì đau khổ đó nằm ngoài mình. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Biến phiền não thành bồ đề thì mình biết rồi, nào giờ tất cả vì tại cái gì, cái chỗ mình mê lầm, mình cho tất cả là thiệt, mình thiệt, quan trọng là cái chỗ mình. Như thầy hay đang thầy cái ban nào thầy cũng có giảng, mình hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Mà khi mà mình hít như vậy cái mình mình là đang sống, là mình đang mượn hơi thở. Tất nhiên là mình mượn thở, hơi thở, rồi mình mượn cơm, mượn nước. Thì ngay nơi đó là mình thấy được vừa phiền não tới, thì tự nhiên mình thấy, ủa, mình đâu phải có mình đâu. Mình là hơi thở, mình là chén cơm, mình là đủ thứ cái dây mượn ở bên ngoài, mình ra không có mình. Thì ngay đó mình thấy rõ được cái sự thật mà Đức Phật dạy, tất cả điều chỉ là một giấc mộng thôi. Thì ngay tại đó thì cái phiền não nó biến hết. Khi không mình cho là thật, ngay cái chỗ mình mê lầm cho là tất cả là thật, thì ngay tại đó thì nó mình mới có khổ đau. Còn mình thấy nó là không phải thật thì tự nhiên không có khổ đau. Còn cái cấp độ đó mình không ứng dụng được thì mình phải nghĩ lại.
Phật dạy là tất cả mọi sự việc đều có nhân, có duyên hết. Nếu mà hiện tại mình được những cái phước hay cái quả, đều tất cả đều do nhân lúc trước đã mình đã gieo, thì bây giờ cái quả nó đến, nhân duyên đó. Lúc trước mình gieo cái nhân thì cái duyên nó đến. Người ta nói duyên rồi phải có nợ. Tại sao những người khác gặp những cái tốt đẹp, gặp những cái hên, những cái may mắn, còn mình lại gặp những cái chuyện mà nó không như ý, bất như ý, thì ngay đây đó là mình phải xét lại. Phật dạy là luật nhân quả thông ba đời, ngàn xưa tới ngàn nay, là không có cái gì chạy ra khỏi cái luật nhân quả hết. Đấy. Mà mình trong cái luật nhân quả đó là tất cả là gì theo cái duyên, mà cái duyên này ông Phật nói là giả, còn mình có một cái không giả, là Phật dạy là cái tâm thanh tịnh, là cái Phật tánh của mình. Bởi mình thấy được cái chỗ đó thì mọi sự việc này nó là giả hết. Bởi mình chỉ là một cái người đóng vai thôi, mình diễn trên một cái dở cái sân khấu của thế gian, mình đóng một cái vai, đóng một vai khổ. Bởi mình thấy hiểu được như vậy thì tự nhiên mình rất là vui. Tại ví dụ giờ mình gặp những cái cảnh khổ, mà cái biết khổ mình có không? Ngay cái biết khổ mình có, thì cái biết đó là cái Phật tánh của mình. Theo ở ngoài đời thì họ nói là cái đó là cái linh hồn. Thì cái đó, thí dụ giờ mình bỏ cái thân này đi, nó cũng một ngày nào đó thì cái thân vô thường này nó cũng phải trả lại cho vô thường thôi. Thì cái mà mình vẫn còn cái theo cái nghiệp đó mà mình đi tiếp, thì tất nhiên là cái linh hồn hay là cái Phật tánh của mình nó không có giảm đi chút nào. Mình thấy mình là một người đóng vai thôi. Bây lúc trước mình đã tạo, thì bây giờ mình được hưởng phúc hay là gặp những cái chuyện không như ý, đó là cái nhân đời trước của mình. Rồi cái mình thấy được như vậy thì tự nhiên cái đau khổ mình cũng nhẹ đi. Chứ mình cứ nghĩ là cây muốn lặng mà gió không ngừng, không phải vậy. Không phải là gió không ngừng, tại vì mình trả chưa hết. Như thí dụ ở ngoài đời mình mượn người đời đó 100 ngàn, mình mới trả có 1 ngàn, còn 99 ngàn người ta phải đòi cho hết chứ. Nếu mà hết rồi thì tự nhiên khỏe liền, tự nhiên hết. Mà mình biết được mình đang đóng dây kịch, chứ không phải mình không có bị thêm bớt cái lúc nào hết. Ngay đó đó mà mình người ta làm cho mình khổ, mà ngay đó mình không biết mình khổ, ngay đó mới là cái đau khổ nhất. Đã là Phật tử, là mình muốn cái hành nguyện để trở về Tây Phương, siêu sanh tịnh độ. Phật thì dạy mình chúng ta phải niệm Phật nhất tâm bất loạn. Mình không chịu lo niệm Phật, mình cứ lo niệm phiền não không, thì lúc đó là mình ngồi trên đống lửa là tại ai? Tại mình. Cá không ăn muối cá ương, con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư. Ở bây giờ mình khổ hay là mình vui là tại mình. Mình không nghe lời Phật, không phải kêu giờ mình muốn tu thì mình niệm Phật đi. Còn những cái việc kia mình gác qua bên, gió kệ nó, bão kệ nó. A Di Đà Phật tưởng niệm chiên, thì chắc chắn lúc nào cũng ngồi với tòa sen. Nam Mô A Di Đà Phật, cũng chúc quý Phật tử mình lúc nào cũng được ngồi trên tòa sen. Phật tử thấy đầy đủ thỏa mãn chưa? Thấy cái cách thức chưa? Thấy chưa? Rồi thiệt không? Thấy rồi thiệt không? Hay là tại vì tê chân? Mình á có một cái thói quen chung tất cả mọi người. Thì mình đây đó là chỉ số chung, trong đó cũng có mình Thành luôn. Là mình kết luận vấn đề rất là sớm, rất là mau. Và mình tưởng rằng mình hiểu rồi, mình biết rồi, mình thấy rồi, nhưng mà thật sự chưa hiểu, chưa biết, chưa thấy gì hết. Chẳng hạn như giờ mình vô mình học đạo, mình nghe Phật Pháp, mình nghe nó vô thường, giả,
thân nghề dai mượn trong một hơi thở thôi à, hiểu không? Hỏi mình thì mình nói mình hiểu không? Dạ hiểu. Thấy được gì không? Dạ con thấy rồi. Biết được chưa? Dạ con biết rồi. Nhưng mà sao về đụng diện khổ nữa? Vậy là có hiểu, có thấy, có biết không? Ở quý Phật tử thấy cái chỗ này quan trọng. Mình cứ đinh ninh mình cho mình đã hiểu rồi, đã thấy rồi, đã biết rồi, thì chính cái đó chỉ là một cái ảo tưởng thôi. Bởi mình thành nhiều khi chia sẻ với Phật tử nói 20 năm xuất gia tu hành rồi, bây giờ hai chữ vô thường mình thành cũng chưa hiểu hết được. Nếu mà mình hiểu thật sự, thấy rõ vô thường biến đổi á, giả dối không thật á, thì không có còn gì đau khổ nữa hết trơn. Lâu lâu mình cũng có buồn, có giận. Như vậy là mình thấy rõ vô thường, giả dối chưa? Rõ chưa? Chưa, nhưng mà thường thường mình cứ đinh đinh trong bụng mình đó, mình biết rồi. Cho nên nhiều khi á, đọc tới đoạn kinh nào đó, hoặc nghe cái băng giảng nào đó, hay những cái bài thuyết pháp gì mà nói vô thường, dạ cái này học rồi, không nghe nữa. Học rồi rồi, nghe rồi, cái này nghe nhiều lắm rồi. Có vậy không? Phải không? À. Dạ, trở lại cái vấn đề mà mấy Phật tử là mong quý thầy chia sẻ đó, thì nãy giờ đó là các huynh đệ rồi quý thầy đã nói lên những cái điểm trọng yếu nhất rồi, thì giờ Minh Thành không có cái gì mới lạ thêm hết, chỉ là nhấn mạnh những cái điểm quan trọng để Phật tử nhớ để ứng dụng tu tập thôi. Giờ nói phiền não, tức là cái buồn bực. Chữ phiền não nghĩa tiếng Việt của mình là buồn bực. Buồn lo. Làm sao ngay cái chỗ mà buồn lo, bực bội đó mà mình lại không có bị buồn lo, bực bội. Cho nên á, mình nói thì mình dùng từ chung cho thật ra mỗi cái từ cái ý nghĩa nó khác. Chẳng hạn như mình nói biến phiền não thành bồ đề, hay là chuyển phiền não thành bồ đề là khác à. Cái đó là cái nghĩa khác. Nếu mà chuyển phiền não thành bồ đề á, là phiền não có thiệt, thì mình mới đổi nó thành ra một cái khác, là bồ đề là cái khác, phiền não là cái khác. Thì từ cái này chuyển qua cái này, thì vậy đó cái buồn lo là nó có thiệt. Còn cái chữ tức á, là cái nghĩa nó khác. Chữ tức là ngay nơi phiền não mà thấy được bồ đề. Cái đó là nó khác nữa, ở mức độ khác nữa. Cho nên phàm phu á, là bị cái sự buồn lo, sầu khổ nó nhận chìm, là người phàm phu. Cái người thứ hai á, là trong tu hành á, tức là muốn xa lắm cái buồn lo, cái sự ưu tư, sầu não, muốn xa lắm đó, và muốn đổi nó ra thành một cái an vui, thì như vậy là thấy cái phiền não nó có thiệt. Cho nên phải chuyển hóa nó thành một cái khác. Đó là cái hạng người biết tu. Còn ở đây nói phiền não tức bồ đề á, là thấy được cái bản chất của phiền não không có thiệt, cho nên không có chuyển. Cái chỗ này là mức độ sâu. Cho nên mấy Phật tử hỏi cái chữ tức đó đó, là nó quan trọng, nó sâu sắc ở mức độ cao hơn. Như vậy á, cái chữ tức đây là mình phải thấy rõ được cái bản chất của sự buồn lo. Cho nên người dân gian, người đời ta nói cái câu đơn giản lắm: khôn cũng chết, dài cũng chết, mà biết thì sống. Là cái chữ biết này đó là nó quan trọng.
tại sao khôn cũng chết, tại sao dại cũng chết mà biết là sống. Dại là vô minh, không biết gì hết, thì làm chật, làm sai là đương nhiên là chết rồi, là hư, là hỏng rồi. Mà khôn tại sao cũng chết? Cho nên á, người xưa cũng nói nó sáng mà không có chói, giống như mặt trăng á, đồng thời cũng là sáng mà rất là mát dịu, êm ái và mọi người thích. Ta ngắm trăng không ai ngắm mặt trời hết, có ai ngắm mặt trời không? Ngắm trăng tại sao vậy? Nó sáng mà nó sáng cái sự êm mát, nó sáng ở trong cái sự á, là rất là dễ chịu. Ngắm trăng. Cái còn trời thì không ngắm được, ngắm mặt trời là coi như là hai mắt là hư luôn á. Tại sao vậy? Tại vì mặt trời sáng gay gắt. Sáng gay gắt cũng vậy, cái người hiểu biết mà tỏ ra mình hiểu biết á, biểu lộ cái sự hay ho của mình á, thì nó là cái người biết, cho nên chúng chết nữa. Phải không? Bây giờ Phật tử thấy trong cái chỗ nào làm việc hay những cái chỗ nào đông người mà cái người hay biểu lộ ra mình hay biết đó, thì người đó có được yên ổn nhiều không? Hay là chung ghét? Phải không? Phải không? À, cho nên biết, nên nói khôn cũng chết, là dài cũng chết. Biết là sống, mà chưa biết đó là sao? Biết thời, biết lúc, biết việc, biết hoàn cảnh. Đó là nói người đời, sự tu cũng vậy. Cái buồn lo này, làm sao mình biết được cái bản chất của sự buồn lo? Thường thường á, trong tâm mình á, có một cái buồn phiền hay là sầu ưu gì đó, thì mình hay tìm cách khỏa lấp hoặc là lẩn tránh. Đại đa số là như vậy. Mình không chịu cái cảm giác đó, cảm giác nó làm cho mình khó chịu, mình không muốn cái cảm giác đó. Mình có chuyện gì buồn, chuyện gì khổ, chuyện gì sầu đau là mình không muốn cái cảm giác đó, mình muốn tránh nó, muốn tìm một cái khác. Một là tránh, hai là tìm cái khác khỏa lấp. Tránh nó bằng cách nào? Mở tivi lên xem, tìm bạn tâm sự, hay là đi du lịch chơi đâu đó, đi đây đi đó gì đó, lẩn tránh, hoặc là tìm những cái khỏa lấp. Nhưng mà lẩn tránh hay là khỏa lấp rồi thì sao? Tránh nó, nhưng mà có tránh được luôn không? Tránh được luôn không? Rồi lấp nó, nhưng mà có lấp được bích luôn không? Không, không được. Và suốt cuộc đời của mình là toàn bộ là như vậy, lẩn tránh khỏa lấp, mà mình không dám đối diện trực tiếp với vấn đề. Có bao giờ mà quý Phật tử mình đang buồn phiền chuyện gì đó mà mình ngồi yên lặng lại để mình nhìn cái buồn phiền này không? Nhìn kỹ coi coi nó từ đâu nó phát sinh ra, tại sao mình có sự buồn phiền này, mình tìm ra nguyên nhân của nó, có không? Tìm ra được thì mình á chỉnh nó, phải không? Sửa đổi nó lại, điều chỉnh nó lại thì nó sẽ là vượt thoát khỏi cái buồn phiền đó. Cái buồn phiền nó không chi phối mình được nữa. Cho nên Ngài Quyền Giác Thiền Sư, Ngài có một cái bài ca chứng đạo: tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức Pháp thân. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân á, là cái người đạo nhân an nhàn dứt học, không trừ vọng tưởng, cũng không cầu chân như. Tại sao vậy? Vô minh thực tánh tức Phật tánh, tức là cái bản chất của vô minh lại là cái tánh của Phật. Mà cái thân giả dối này nó cũng chính là Pháp thân. Thì như vậy cái chỗ quan trọng đây là nói cái từ biết, để nhận thức rõ cái bản chất của phiền não. Cái buồn lo nó xuất hiện lên, mình có cái biết mình đang buồn, đang lo không? Có không?
Cái biết mình đang buồn, cái đó nó có buồn không? Có không? Cái chỗ này sâu sắc à? Chỗ này là một mức độ sâu sắc mà phải người thường thường sống với nội tâm á thì mới có thể thấy được. Cho nên á, Hòa Thượng Phật Nhãn á, có một cái bài thơ đầu xuân rất là đặc biệt. Ngày xuân xuân trong núi, Việt xuân thải điều xuân, hồ xuân ánh xuân chiếu, khí xuân kết mây xuân, khách xuân lòng xuân động, thi xuân xuân càng tươi, chỉ có người biết xuân, muôn kiếp một mùa xuân. Này, cái bài này rất là hợp với cảnh trên núi của mình. À, ngày xuân xuân trong núi, hôm nay là quý Phật tử là đón xuân trên đỉnh Pháp, phải không? Ăn Tết ở trên núi, cho nên ngày xuân xuân trong núi, Việt xuân thải điều xuân, tức là mọi cái mình thấy nào là bánh té, bánh chưng, hoa mai, hoa đào, à, bao lì xì đỏ đỏ, tại mọi việc đều là xuân hết, à, cho nên nó Việt xuân thải điều xuân, à, mọi sự mọi việc, à, tất cả đều thể hiện lên cái sắc thái của mùa xuân. Hồ xuân ánh xuân chiếu, đó cái hồ xuân ngoài trước nhà đó, có ai nhìn thấy được hồ xuân chưa? Hồ đó là hồ xuân đó, mặt hồ tĩnh lặng, phải không? Trong lắng phản ảnh soi chiếu hết mọi vật, đó là cái hồ xuân. À, khí xuân kết mây xuân, hay là trong mùa xuân, cho nên không khí cũng mang cái chất của xuân nữa, rồi kết lên những cái đám mây cũng là mây xuân. Khách xuân lòng xuân động, thi xuân xuân càng tươi. Khách xuân, khách xuân á là những người khách của mùa xuân. Quý Phật tử có phải là khách xuân không? Phải không? À, khách xuân là những người khách của mùa xuân. Khách xuân thì lòng xuân động. Nếu mình là người khách của mùa xuân á thì tâm hồn mình sẽ bị dao động. Giống như ngài Trần Nhân Tông, ông vua Phật của Việt Nam mình á, ngài nói thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm hoa rơi. Lúc còn nhỏ không biết sắc là không, không biết mọi hình sắc này đó là không có thể. Cho nên xuân về hoa nở rộn trong lòng. Con nít nó rộn trong lòng mà không biết già có rộn không á. Già cỡ này có rộn không? Mấy ngày xuân hôm nay có rộn không? À, chẳng những nít rộn mà già cũng rộn luôn. Xuân về hoa nở rộn trong lòng. Yeah. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm hoa rơi. Thấy được cái gương mặt của Chúa Tể mùa xuân, gọi là gương mặt của Chúa xuân. Thì dở lại cái vấn đề đây nói đó, là nếu mình là khách xuân đó, thì cái tâm mình dao động. Chừng nào mình thấy được chủ xuân đó, Chúa xuân đó, thì lúc đó mình mới hết dao động. Thi xuân xuân càng tươi là những cái bài thơ nói về mùa xuân đó, những cái câu đó, nào là an khang thịnh vượng vạn sự như ý, phải không? À, đủ thứ cho nó, đó là những cái câu chúc của đầu năm hay những cái bài thơ vân vân, thì nó càng tô điểm thêm tươi thắm vào cái ngày đầu năm. Nhưng mà quan trọng nhất là hai câu kết: chỉ có người biết xuân, muôn kiếp một mùa xuân. Quý vị biết là Chúa Tể của mùa xuân đang ở đâu không? Biết không? Ngay cái chỗ buồn lo đó, mình biết được cái buồn lo đó, thì cái biết về buồn lo nó không có buồn lo. Cái này rất là sâu sắc.
Cái này rất là sâu sắc. Khi mình giận lên, mình biết mình đang giận không? Tôi đang giận à nghe. Đừng chọc à, tôi đang giận. Mình biết mình đang giận chứ. Mà cái biết được mình đang giận, cái đó nó có giận không? Nhưng mình không sống được với cái biết đó. Mà mình á, bị đầm quá với cơn giận. Mình bị cái cơn giận đó nó cuốn hút. Và cái biết được mình đang giận đó, mình không có sống được với cái đó. Mà cái biết đang giận cái đó nó không có giận. Cái biết mình đang buồn cái đó nó không có buồn. Người nào mà sống được với cái biết đó đó là người đó muôn kiếp một mùa xuân. Còn cái xuân ở bên ngoài này trên vài bữa này thì phải đem nó đi ra ngoài góc giường nó sẽ rơi tơi tả, không còn cái bông nào nữa hết trơn. Bây giờ thấy nó vậy á, vài bữa nó hết xuân rồi. Còn mấy cây đào này vài bữa dọn dẹp hết trơn luôn. 3 ngày xuân thì 4 ngày sẹp. Sao kỳ ấy, hãy càng xuân lên nhiều chừng nào thì nó sẹp lép xuống càng nhiều chừng đó, phải không? Tại vì 3 ngày nó làm nguyên năm để dành nhiêu tiền đó thì cái túi nó phình ra, nó sưng lên, phải không? Rồi tới 3 ngày nó móc ra hết rồi nó sẹp xuống, phải không? Rồi nguyên năm làm để dành cho nó sưng lên, rồi cuối cùng đầu năm 3-4 ngày cái nó sẹp xuống, gọi là 3 ngày sưng, 4 ngày sẹp. Như vậy cái sưng bên ngoài thì nó biến đổi mau chóng. Còn cái sưng chân thật ở trong tâm mình á, mình sẽ biết sáng suốt nhận thức được tất cả đó. Cái đó là cái quý báu nhất. Mà thật ra cái đó không có bao giờ xa lạ ở đâu hết á. Ngay giây phút hiện giờ quý vị có cái đang nghe biết rõ ràng hiện giờ. Có ai không có đó, giơ tay coi. Hiện tại ngồi đây có ai không có cái biết nghe sáng suốt hiện giờ không? Vì cái biết nghe hiện giờ của quý vị nó có buồn không? Có không? Hiện tại giờ ngồi đây cái buồn nó ở đâu? Cái giận nó nằm ở đâu? Cái ghét nó nằm ở đâu? Đó là hé lộ gương mặt của Chúa Xuân. Tại sao một cái trong sáng, rõ ràng, hằng biết, tỏ rạng đó quý vị niệm Phật, không có đó là sao niệm Phật? Mà mình lại không ở chỗ đó, mình sống như đó. Mà nãy đó, thầy Nghị nói đó, biết nó là phiền não, biết nó là khổ thì đừng có nắm giữ nó nữa, mà còn ôm nó nữa chứ. Ôm nó nữa. Có nhiều người lại thích buồn, thích lo, thích giận nữa. Thích có cái cảm giác buồn lo vậy đó, thích. Lâu lâu phải có ai chọc giận gì đó, nó chịu, chứ yên lặng gì khi cũng không thích, nó muốn có chuyện cho vui. Quý vị thấy chưa? Đó là từ trong cái chỗ vô sự mà sanh sự. Đây là Minh Thành nói thẳng vô, còn những cái nãy giờ quý thầy đã nói từng thứ bậc cửa Phật tử thấy rõ rồi. Giờ đi thẳng vô cái, thấy rõ được cái bản chất của nó. Mà thật ra cái buồn lo nó đâu có tồn tại lâu đó. Chút xíu rồi nó tan biến hết rồi, mà cái biết được đó, cái đó nó không có tàn. Cho nên á, khách đến rồi khách sẽ đi. Hôm qua đến rồi trưa nay ăn cơm xong thì sẽ đi. Tại sao vậy? Tại vì khách thì có đến rồi sẽ đi. Nhưng mà chủ có đi không? Chủ thì không có đi. Cũng vậy, những cái buồn, lo, giận, ghét, bực dọc nhân dân là khách. Cho nên mới thấy nhăn nhó ở trên hồi cái đưa bao lì xì dày cộm ra, mời ăn phở, uống rượu, à, này kia nói cái xin lỗi này kia hỏi cái sao hết buồn vui lên liền. Khách, cái buồn đó không những buồn là khách mà cái vui đó cũng là khách. Còn cái biết được cái buồn với vui đó, cái đó nó chủ. Cho nên cái kia nó đi hết, nhưng mà hiện tại giờ cái đang ngồi nghe biết rõ ràng nó không có đi. Có khi nào mà đuổi được cái biết hiện giờ không? Đuổi được không? Tại sao vậy? Chủ cho nên không có đi. Giờ quý vị muốn làm khách hay muốn làm chủ?
Muốn làm chủ thì cứ biết đó chính là Bồ Đề. Cho nên kinh Thủ Lăng Nghiêm nói cái biết mà chồng thêm cái biết đó, đó là gốc của vô minh, mê lầm, đau khổ. Mà cái biết chỉ thuần là cái biết thôi đó, đó chính là Niết Bàn. Với Phật tử cứ việc nhắm mắt lại trong từng hơi thở với danh hiệu Phật, nghe rõ ràng những làn gió mát dịu đang thổi qua da của mình, âm thanh của chuông gió du dương, những tiếng pháp vang dội chung quanh, phiền não ở đâu? Cho nên Chư Tổ nói phiền não do tâm mà có, không tâm phiền não còn đâu. Chẳng nhập phân biệt chấp tướng, tự nhiên đắc được đạo màu. Phiền não là do tâm thì do suy nghĩ, do suy nghĩ, ý nghĩ của mình. Mình cứ nghĩ hoài, không dừng được cái nghĩ đó, cho nên nó mới có phiền não. Mình nhớ, nghĩ, cho nên mới có phiền não. Quý Phật tử có nhớ, nghĩ nhiều không? À, từ cái nhớ, nghĩ đó mới có phiền não. Chứ nếu trong danh hiệu Phật từng hơi thở là ngay chỗ đó là Bồ Đề đó. Thì vậy nếu dùng cái nhớ nghĩ chở gì có hơi thở niệm Phật ngay chỗ đó là Bồ Đề, thì có phải ngay phiền não thành Bồ Đề không? Phải không? À, tiếp tục cái nhớ nghĩ thì nó lo lắng, nó ưu tư, nó sầu muộn. Dùng cái nhớ nghĩ tỉnh sáng trong cái danh hiệu Phật từng hơi thở ngay chỗ đó là Bồ Đề. Nên nó phiền não do tâm mà có, không tâm phiền não còn đâu. Do tâm là do cái nhớ nghĩ đó. Nếu mà không có nhớ nghĩ thì không có phiền não. Chẳng nhập phân biệt chấp tướng, tự nhiên đắc được đạo màu. Không có cần nhập nhằn phân biệt rồi nắm chặt cho những cái hình tướng cho nó là có thật. Nếu thấy rõ mọi tướng không phải tướng thật thì ngay chỗ đó là thấy được Như Lai. Kinh Kim Cang nói rất là rõ: nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nếu thấy tất cả mọi hình tướng không phải là cái tướng thật, ngay chỗ đó là thấy được Phật. Phật ở đâu? Phật ngay cái thấy đó đó. Cho nên nói không tâm phiền não còn đâu, chẳng nhọc phân biệt chấp tướng, tự nhiên đắc được đạo màu. Kính chúc tất cả Phật tử hưởng được một mùa xuân muôn kiếp bất diệt. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thể.